Hello, xin chào anh em. Cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của diễn đàn Trader Việt. Hôm nay như thường lệ cuối tuần là lúc chúng ta cùng nhau ngồi xuống uống một ly cà phê và cùng nhau vạch ra kế hoạch giao dịch của tuần tới cũng như là review lại những cái kế hoạch giao dịch trong tuần vừa rồi chúng ta vạch ra xem cái hiệu quả của nó như thế nào. Chúng ta cùng bắt đầu nha anh em. Và anh em lưu ý hôm nay video clip của mình được tài trợ bởi broker là HF Market. HF Market hiện đang có cái chương trình chúng ta gọi là 5 ngày tại châu Âu và anh em có thể check cái chương trình này ở trong cái comment đầu tiên phía bên dưới. Rồi chúng ta cùng bắt đầu cái bài phân tích hôm nay. Và chúng ta luôn luôn mở đầu với một cái chỉ số quen thuộc nhưng mà không thể nào thiếu được cho thị trường tài chính toàn cầu, đó là chỉ số USD Index. Thì chúng ta cũng đã biết luôn rồi, USD Index là cái chỉ số mà đo sức mạnh của đồng đô so với một số các đồng tiền chính yếu khác. Và nhìn vào USD Index thì chúng ta sẽ biết cái độ mạnh yếu của cái đồng tiền chúng ta gọi là The King of Currency Market, tức là cái ông trùm nhà vua của thị trường tiền tệ, đó là ông USD của chúng ta đó. Thì trong tuần vừa rồi chúng ta đã vạch ra hai kịch bản cho nhà vua. Kịch bản thứ nhất là nếu break lên phía trên này chúng ta sẽ đợi retest để chúng ta mua. Kịch bản thứ hai, nếu nhà vua điều chỉnh xuống phía dưới này thì chúng ta cũng sẽ mua từ cái vùng hợp lưu nè, là cái vùng hợp lưu giữa cái biên dưới của cái kênh kênh giá này và cái vùng PPZ này. Thì cái kết quả là nhà vua đã không tuân thủ theo cái kịch bản nào hết, mà nguyên một cái tuần vừa rồi thì 5 ngày vừa qua thì nhà vua chỉ giao dịch ở trong cái kháng cự, lăn quanh cái vùng kháng cự này, không có break lên phía trên và cũng không có hồi xuống phía dưới. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau vạch ra cái kế hoạch cho tuần này. Kế hoạch tuần trước là chúng ta đã không kích hoạt được rồi, chúng ta không được tiền nhưng mà chúng ta cũng không mất tiền. Chúng ta sẽ cùng nhìn nhau cùng nhau và nhìn vào cái khung khung thời gian lớn, chúng ta gọi là higher time frame, để chúng ta nhìn xem cái hành vi giá nguyên một tuần vừa rồi của USD Index nó như thế nào. Thì chúng ta thấy là USD Index có tuần tăng thứ ba liên tiếp nhưng mà cái áp lực tăng nó đã chậm lại rồi, tại vì cái thanh giá của tuần vừa rồi, cái thanh giá trắng trắng nhỏ nhỏ này, nó có biên độ rất là hẹp và cái lực mua vẫn được thể hiện từ bên dưới. Chúng ta thấy có một cái bóng dưới dài và giá đóng cửa gần phía trên đỉnh hơn. Thì trong phân tích kỹ thuật, trong mô hình Bryson thì chúng ta gọi đây là mô hình bullish pin 3, tức là một cái pin 3 thiên hướng tăng. Pin 3 là Pinocchio 3 đó, ghi tắt là pin 3. Thì đây là pin 3 đẩy lên rồi đó, chúng ta thấy là vùng kháng cự cũ nhưng mà vẫn có cái lực đẩy lên từ phía dưới. Như vậy thì cái khả năng mà nó phá vỡ kháng cự lên nó sẽ cao hơn. Đó. Chúng ta thường khi mà giá tiếp xúc một cái vùng kháng cự mà nếu mà nó cảm thấy sợ hãi thì nó sẽ hành vi giá nó sẽ như thế này, nó đẩy lên, nó kéo xuống, đẩy lên, kéo xuống. Tương tự ở đây cũng vậy, đẩy lên, kéo xuống, đẩy lên, kéo xuống. Thì lúc đó chúng ta thấy thì có khả năng nó sẽ bị đẩy xuống nhiều hơn là đẩy lên. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy giá đang tiếp cận kháng cự đỉnh cũ nhưng mà đang có dấu hiệu được đẩy lên từ phía dưới, đẩy mạnh ở phía trước này và đẩy lên từ phía dưới nè. Như vậy thì cái khả năng nhỉnh hơn một chút xíu, kiểu như 60-40 đó, là nó thiên hơn một về phá đỉnh, là chúng ta sẽ có cái sức ép tăng giá. Về về mặt cấu trúc chung thì chúng ta thấy là USD Index nó vẫn nằm ở trong cái vùng khung giá này thôi. Đó. Thì chúng ta cần một cú break lên phía trên này nếu mà chúng ta muốn tiếp diễn xu hướng tăng. Ngược lại chúng ta cần phải break cái đáy này, break xuống phía dưới này để chúng ta cần một cú đẩy giảm giá. Rồi chúng ta quay lại khung thời gian, chúng ta phân tích ra khung thời gian ngày. Thì chúng ta thấy chủ đạo của USD Index thì chúng ta vẫn thấy giá vẫn đang dịch chuyển trong cái vùng khung giá đi ngang này ha. Đi ngang này. Và chúng ta thấy là gì? Giá đang dính lên phía trên của cái vùng vùng kháng cự. Thì thường nếu mà là một vùng kháng cự mạnh thì anh em sẽ thấy một cái hành vi giá kiểu nó lên, nếu nó chạm là nó sẽ giảm xuống rất là nhanh, chứ nó lên mà nó nằm yên ở xung quanh đó, thậm chí nếu nó có đi ngang tích lũy thì đó là thường một cái dấu hiệu mà nó dễ phá đỉnh hơn, nó dễ phá đỉnh hơn vì nó đang nén giá xung quanh đó. Thì có nhiều từ ngữ mà để mô tả cái việc này, ví dụ như là build up hay là consolidation gì đó, nó sẽ là thể hiện cái sự là tích lũy ở một cái vùng kháng cự nào đó hoặc là một vùng hỗ trợ nào đó để mà gọi là trước khi phá vỡ đó, trước khi có hành vi phá vỡ thì nó gọi là pre break out đó. Thì ở đây việc mà USD Index đang nén giá lại xung quanh, đi ngang xung quanh cái vùng kháng cự thì nó cũng là một cái dấu hiệu có thể dẫn tới cái việc mà phá đỉnh dành cho USD Index. Thì kịch bản tuần này cũng sẽ như tuần trước thôi, nếu mà chúng ta có một cú break out lên phía trên này thật là mạnh lên trên này thì lúc đó
USD Index ở khung thời gian ngày này nó sẽ tiếp diễn xu hướng tăng, thì lúc đó chúng ta sẽ chờ một cú hồi giá xuống ở đây để chúng ta mua vào. Và bịch kịch bản thứ hai, nếu giá hồi xuống phía dưới này để mà retest thì chúng ta cũng có thể chờ mua vào luôn. Chúng ta có thể xóa cái này đi cho nhìn cho đỡ rối. Rồi đó, chúng ta có thể mua vào dưới đây hoặc mua vào ở trên này, tùy thuộc vào việc là giá break lên phía trên hay giá retrace xuống phía dưới trong tuần này. Rồi chúng ta chốt sổ là USD Index trong tuần vừa rồi, chúng ta đã không kích hoạt được cái ý tưởng giao dịch của chúng ta, và trong tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục cái kỳ vọng là mua vào. Rồi chúng ta đi tiếp theo qua vàng, cậu vàng. Thì trong tuần vừa rồi thì vàng chỉ giao dịch tới ngày thứ năm, thứ sáu nghỉ lễ, thứ sáu nghỉ lễ nên là giá không có cái thanh giá tiếp theo, mà chúng ta chỉ giao dịch tới thứ năm. Thì trong tuần vừa rồi thì 4 ngày giao dịch của tuần vừa rồi đều là 4 ngày tăng giá. Chúng ta có thể thấy thứ 2, 3, 4, 5, 4 ngày tăng giá liên tiếp dành cho vàng. Và tuần vừa rồi cũng là một cái tuần rất là quan trọng, vì nó là tuần nó đã đóng cửa luôn nè, kết thúc tuần, kết thúc tháng và kết thúc quý, quý đầu năm. Tháng 1, tháng 2, tháng 3 là chúng ta có quý 1 năm 2024 là đã kết thúc trong cuối tuần vừa rồi. Thì những cái giai đoạn đó thì thường các quỹ đầu tư lớn nó sẽ đảo cái danh mục đầu tư của nó sẽ xem xét lại cái danh mục đầu tư để nó xem là những cái trade nào, những cái lệnh nào, hoặc là những cái tài sản nào đang hoạt động hiệu quả. Nó sẽ bổ sung thêm vốn vào những cái tài sản đó. Và ví dụ như về vàng và Bitcoin đang tăng giá tốt chẳng hạn, ví dụ vậy, thì trong quý 2 hoặc là trong đầu tháng 4 nó sẽ bổ sung thêm dòng vốn vào đó, giúp cho những tài sản này có thể sẽ tiếp tục giải như follow trend vậy đó. Còn ngược lại, những cái tài sản nào có những cái performance, tức là cái khả năng sinh lợi của nó tệ quá, thì những cái quỹ đó nó có thể nó sẽ đóng cái kèo đó lại, nó bán ra cái tài sản đó. Đó thì đó là thường là những cái yếu tố mà dẫn đến sự biến động mạnh của một loại tài sản ở thời điểm là cuối tháng và đặc biệt là cuối những cái quý nữa. Thì ở đây chúng ta thấy vàng đã có 4 ngày tăng giá liên tiếp trong cuối tháng vừa rồi, thì có thể là chúng ta đang có một cái dòng vốn được đổ xô vào vàng. Nhưng mà chúng ta sẽ phân tích sau. Chốt lại là trong cái ý tưởng giao dịch của tuần trước, chúng ta đợi một cú retrace xuống để mua thì cũng đã không thể nào kích hoạt được vì giá không có hồi về. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích khung thời gian tuần. Thì chúng ta thấy là gì? Tuần vừa rồi vàng đã có một cái thanh giá tăng rất là mạnh. Biên độ rất là rộng, mở cửa sát đáy và đóng cửa gần như sát đỉnh. Thì trong đánh Nhật chúng ta gọi nó là một cái bullish marubozu. Marubozu là một thanh giá mà giá mở cửa hoặc đóng cửa sát đáy sát đỉnh, nghĩa là nó không có cái râu ha. Nếu mà thanh giá giảm thì nó cũng dạng như vậy nè. Đó. Nó sẽ không có cái bóng dưới bóng trên, thanh giá tăng nó sẽ ngược lại, thì nó thể hiện một điều là cái áp lực mua rất là mạnh. Thì nó đã đóng cửa vượt lên trên của tuần trước, đỉnh của tuần trước, như vậy nó đã tiếp diễn xu hướng tăng. Thì xu hướng tăng đã tiếp diễn ở khung thời gian tuần của vàng. Nhưng mà vấn đề ở đây chúng ta đang thấy đó là thanh giá đã được đẩy ra và đóng cửa vượt lên phía biên trên của Kettner Channel, thì cái tình trạng bị mua quá mức, overbought, nó đang mạnh nhà xuất hiện lại và nó có thể khiến cho giá điều chỉnh trở xuống trước khi đi tiếp. Và khi chúng ta zoom out lại thì chúng ta thấy vàng đã vượt lên những cái đỉnh cũ này rồi, thì như vậy đây là một cái cú chúng ta gọi là breakout, tăng giá đó, breakout. Thì với một cái cú tăng giá nhưng mà bị overbought như thế này thì chúng ta có thể đợi giá hồi xuống một chút xíu, chúng ta mua phía dưới này và chúng ta có thể tận hưởng cái đà tăng tiếp theo. Đây là tất nhiên đây là theo phân tích kỹ thuật, là chúng ta có cái xác suất tăng giá của vàng bây giờ nó cao hơn giảm giá, mà chúng ta không khẳng định chắc chắn là 100%. Không có một phương pháp nào trên thị trường tài chính có thể khẳng định được chắc chắn 100% về hướng đi tiếp theo của thị trường. Ngay cả những quỹ lớn, quỹ đầu tư lớn, người ta cũng không thể nào phân tích được cái hướng đi tương lai của thị trường và hoàn toàn có thể sẽ có những cái lệnh thua lỗ. Vấn đề của chúng ta đó là chấp nhận những cú lỗ nhỏ và chúng ta sẽ chờ đợi những cú trade mang lại những cái lợi nhuận lớn hơn. Nên là chúng ta sẽ chờ một cái trade gọi là có risk reward ratio, tức là tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận nó cao đó, cái lợi nhuận sẽ cao hơn rủi ro. Đó mới là cái basic của một cái trading idea. Thì ở đây quay lại vấn đề vàng, thì chúng ta thấy breakout ở đây bị overbought, chúng ta đợi hồi xuống để mua. Nhưng với cái việc vàng nó đã phá vỡ cái range ở phía bên dưới này thì cái đà tăng phía bên trên nó đang rất là rộng ở trong cái dài hạn. Rồi chúng ta sẽ quay lại khung thời gian ngày. Thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta clear bớt mấy cái này nha, cho đỡ rồi. Chúng ta thấy vàng đã cất cánh lên phía trên này, breakout, nhưng mà bản thân cái thanh giá thứ năm vừa rồi nó cũng đã bị rơi vào trạng thái là overbought khi nó mà vượt lên phía trên, vượt trên đỉnh cũ, thì đó là xu hướng tăng tiếp diễn rồi, nhưng mà nó cũng đã đóng cửa vượt ngoài biên trên Kettner Channel. Thì bây giờ chúng ta tốt nhất là chúng ta có thể ngồi đây để chúng ta đợi cái pullback lại ở đây. Đó. Retest lại vùng số tròn 2002 để chúng ta mua vào.
Và trong trường hợp giá giảm xuống sâu hơn ở phía dưới này thì kịch bản của chúng ta vẫn sẽ là mua vào. Nói chung vàng bây giờ cái hướng mua của nó đang khá là ok. Chúng ta đang có sự đồng thuận ở khung thời gian tuần lẫn khung thời gian ngày, nên là chúng ta có thể triển khai cái lệnh mua mà có cái xác suất nó sẽ cao hơn một chút. Đó thì đó là cái ý tưởng chủ đạo dành cho vàng. Rồi chúng ta đi sang dầu. Dầu trong tuần vừa rồi, cuối tuần vừa rồi thứ sáu, chúng ta phân tích là chúng ta nói là nếu có một cú breakout lên phía trên này và retest lại chúng ta sẽ mua. Ngược lại nếu giá rơi xuống phía này chúng ta cũng mua luôn. Thì cái kết quả là chúng ta kỳ vọng đúng là nó tăng đó, nhưng mà khi nó chưa tới thứ sáu vừa rồi, nó mới thứ năm vừa rồi, chính xác là thứ năm và thứ sáu là thị trường dầu cũng đóng cửa. Dầu cũng đóng cửa là do cái nghỉ lễ cuối tuần đó, nên là thứ năm nó break lên và nó chưa retest lại, như vậy chúng ta cũng không mua được dầu trong tuần vừa rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ở tuần này. Rồi dầu thì lại có một tuần tăng nữa, nhưng mà chúng ta thấy là gì, cái tuần tăng này nó không đóng cửa vượt lên khỏi được cái đỉnh của cái thanh bearish bin bar rất là lớn trước đó, nên thực ra thì cái thanh giá tăng của tuần vừa rồi nó cũng không thể hiện một cái sức mạnh rõ rệt, và thực ra cái cấu trúc lúc đó thì vẫn là đi ngang thôi, không có đóng cửa vượt lên thì cũng chưa có breakout, và đi ngang như vậy thì dầu vẫn chỉ là đang là trong một cái nhịp tích lũy rất là rộng. Chúng ta thấy đỉnh cái nhịp tích lũy nó nằm ở đây trên vùng 95 và cái đáy sẽ nằm dưới đây dưới vùng 65, thì chúng ta cần có một cái cú break lên phía trên hoặc break xuống phía dưới này thì cái xu hướng mới rõ. Còn bây giờ dầu thì cũng đang loanh quanh trong một cái nhịp sideways lớn ở khung thời gian tuần. Ở khung thời gian ngày chúng ta thấy ở phía trên trong cái nỗ lực ở khung thời gian tuần thì chúng ta thấy là cái cú đẩy giá lên nó vẫn chưa thể phá được cái mô hình, chúng ta thấy là mô hình bearish bin bar nó chưa đóng cửa vượt lên trên được cái bearish bin bar. Thì bây giờ chúng ta tốt nhất, chúng ta đối với dầu ở khung thời gian này thì chúng ta sẽ đợi một cái cú retrace, tại vì phía trên đang là một cái kháng cự mạnh rồi. Chúng ta sẽ đợi một cái cú retrace trở xuống để chúng ta mua vào. Chúng ta sẽ không mua đuổi ở phía trên nữa, tại vì ở phía trên đang có dấu hiệu là hơi đuối ở khung thời gian tuần. Chúng ta sẽ đợi ở khung thời gian ngày, chúng ta sẽ đợi ở đây. Thì ở đây nó có một cái vùng rất là có thể sẽ tạo một cái support rất là mạnh, đó là vùng số tròn 80. Chúng ta thấy dầu đã rất là khó khăn để mà xuyên thủng 80, ở đây bị đẩy xuống và chững lại tại đây, sau đó break lên thì vùng này biến thành vùng hỗ trợ trở lại. Thì chính vì vậy chúng ta sẽ mua ở nó, tại vì trong phân tích kỹ thuật thì chúng ta có một cái tính chất đó là vùng kháng cự chuyển thành vùng hỗ trợ, chúng ta gọi là resistance turn into support đó. Thì khi một cái vùng kháng cự nó bị phá vỡ, ở đây là kháng cự mạnh nó bị phá vỡ, thì thường nó sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ trở lại đó. Thì ở đây chúng ta sẽ chờ mua theo cái tính năng đó, tức là cái tính chất đó của phân tích kỹ thuật. Thì một cái vùng hỗ trợ của vậy khi nó sẽ phá vỡ thì nó sẽ trở thành một cái vùng kháng cự trở lại. Thì ở đây khi nếu thứ nhất là chúng ta chờ mua ở đây, và nếu giá vẫn tiếp tục rơi xuống thì chúng ta vẫn có thể chờ mua ở phía dưới này, vì chỉ khi nào mà giá rớt xuống phía dưới này luôn thì lúc đó chúng ta mới có xu hướng giảm được hình thành trở lại cho dầu ở khung thời gian này. Còn bây giờ thì chúng ta thấy cái cấu trúc nó vẫn là những cái đỉnh đáy cao dần lên như thế này, nghĩa là chúng nó vẫn support cho cái xu hướng tăng, vẫn hỗ trợ cho xu hướng tăng của dầu ở khung thời gian khung thời gian ngày. Đây chúng ta vẫn có rồi, dầu chúng ta sẽ mua tiếp nha. Rồi tiếp theo là chúng ta đi qua EURUSD trong tuần rồi thứ 6 tuần vừa rồi. Khi giá break xuống ở đây thì chúng ta đợi nó xuống sâu hơn để mà retrace lên để bán ra, hoặc là chúng ta bán ra phía trên, thì chúng ta thấy ngay thứ hai nó retrace lên rồi và nó bật vùng này đi xuống, nên là nó chưa kịp xuống dưới sâu hơn thì nó đã retrace rồi, nên là chúng ta đã không, mặc dù chúng ta đã đoán định đúng cái vùng đẩy giá xuống, nhưng mà chúng ta đã không kích hoạt được cái lệnh bán này, vì chúng ta lúc đó chúng ta đợi thêm một chút cái tín hiệu suy yếu bằng cách phá cái đáy này thì nó chưa có lúc đó, nên là chúng ta đã không bán đúng như kỳ vọng. Rồi như vậy là kèo này chúng ta không kích hoạt được. Rồi chúng ta cùng nhau phân tích khung thời gian lớn hơn. Chúng ta thấy EURUSD giảm ở tuần thứ 3 liên tiếp, và cái tuần này có cấu trúc nó cũng đâu đó tương đương giống tuần trước.
Nó có cái bóng trên rất là dài, nó đóng cửa ở dưới 1 phần 2 biên độ gần đáy, và đặc biệt là đóng cửa vượt xuống dưới cái đáy của tuần trước. Như vậy là áp lực bán nó đang có và đang được duy trì rất là mạnh. Đó, như vậy là BUSD ở cái khung thời gian tuần thì nó hơi hơi nhỉnh về hướng giảm giá, nhưng mà cái cấu trúc ở đây chúng ta có thấy mô hình vai đầu vai không? Vai đầu và vai, để mà giảm giá rõ hơn thì chúng ta cần nó giá nó cắt xuống dưới cái vùng này, break xuống phía dưới này, vùng được này. Thì ở đây chúng ta trong phân tích kỹ thuật chúng ta gọi nó là mô hình, đây là cái vùng này chúng ta gọi là cái vùng đường cổ neckline của cái mô hình vai đầu vai. Thì lý thuyết phân tích kỹ thuật nói là khi mà giá break xuống khỏi cái neckline này thì lúc đó chúng ta sẽ bán mạnh hơn. Và bản thân ở đây chúng ta thấy cái cấu trúc lớn nó cũng là một cái mô hình vai đầu vai, vai bên này, đầu ở giữa và vai bên này. Nghĩa là nếu break xuống dưới đây xong ổng xuống dưới đây mà ổng break xuống dưới đây nữa thì ổng sẽ rất là rộng đường để ổng về, có thể về tới cái đáy này luôn đó, về như cái đáy này. Thì đó là cái cấu trúc dành cho EURUSD, thì nó hơi bắt đầu nhỉnh sang ở hướng giảm ở khung thời gian tuần rồi. Rồi về khung thời gian ngày chúng ta sẽ xử lý ổng như thế nào? Chúng ta thấy hôm thứ sáu vừa rồi ổng đã break xuống cái đáy cũ này, như vậy về lý thuyết thì ổng đã chuyển sang xu hướng giảm ở khung thời gian ngày. Như vậy thì bây giờ nếu ổng có một cú retry trở lên thì chúng ta sẽ rất là thuận lợi để bán ra. Đó. Còn bán phía dưới này thì chúng ta sẽ không không có được hoan nghênh lắm, tại vì sao? Phía dưới này chúng ta đang có một cái PPZ rất là mạnh ở đây, rất là mạnh ở đây. Chỉ trừ khi nó rơi xuống phía dưới này luôn thì chúng ta bán, còn không thì chúng ta không bán gần ở khu vực này, mà chúng ta tốt nhất là đợi một cú retry lên phía trên này để chúng ta bán xuống. Và nếu trường hợp retry lên cao hơn thì chúng ta cũng vẫn có thể bán ở trên này, vì trên này nó là một hợp lưu khá là mạnh, nó gồm có cái đỉnh cũ này, đỉnh này, và đặc biệt là cái vùng số tròn 1.10. Đây là một cái vùng số tròn khá là mạnh. Và ở dưới này nếu mà chúng ta có cái vùng số tròn 1.00 thì nó sẽ mạnh hơn nữa. Vùng số tròn đó tới 4 số 0, và phía 1.10 thì nó sẽ là 3 số 0 thôi. Chúng ta tính tới pip nha, chứ không là tính không tính cái phần sau. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ chủ đạo cho EURUSD chúng ta vẫn là bán ở đây và bán ở đây. Chứ chúng ta không bán dưới thấp này, vì ở đây đang làm cái hỗ trợ mạnh. Chúng ta không đuổi theo nó gắt gao tới như vậy. Và anh em khi anh em thu nhỏ lại thì anh em thấy rõ ràng đây là một cái cấu trúc vai đầu vai, vai đầu và vai đó. Thì ở đây nếu break xuống đây thì nó sẽ khá là rộng đường để mà nó đi xuống, có thể là đi xuống cái sâu phía dưới này luôn. Rồi đó là vai đầu vai dành cho EURUSD. Rồi chúng ta đi sang GU, GBPUSD cũng là một cặp tiền khá là phổ biến trong thế giới trading. Các anh em trade currency trader, FX trader, forex trader cũng trade rất là nhiều GU. Đó, EURUSD, UG là những cặp tiền mà nhiều anh em chú ý, vì spread nó thấp và những cái chuyển động giá của nó dù sao cũng đỡ hơn so với những cái chuyển động giá của những cái cặp chéo ha. Cặp chéo là những cặp không có đồng đô ở trong đó. Thì trong tuần vừa rồi chúng ta đưa ra hai kịch bản dành cho GU. Kịch bản thứ nhất là bán ở phía trên này, và kịch bản thứ hai là bán phía dưới này. Thì rất tiếc là cả hai kịch bản này đều không kích hoạt được, nghĩa là chúng ta không được tiền nhưng chúng ta cũng không mất tiền luôn. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ở cho tuần này. Thì chúng ta nhìn ở khung thời gian tuần, thì chúng ta thấy sau 2 tuần bị xả rất là mạnh từ trên xuống ở đây, thì tuần này thì GU đã có một cái tuần tăng giá, nhưng mà anh em thấy tăng này cũng như không, với một cái bóng trên dài và một cái vị trí đóng cửa ở dưới 1/2 biên độ. Thì cái khả năng tăng giá này cho thấy là tăng giá rất là yếu, nghĩa là cái sức ép chặn bán ở trên vẫn còn, và cái thanh giá tăng này nó nằm lọt ở trong cái thanh giá giảm trước để nó tạo thành mô hình inside bar. Và bản thân nó anh em cũng thấy là một cái thanh giá nhỏ nhất so với một vài vài cái thanh giá đứng trước nó này. Như vậy bản thân nó cũng là một cái mô hình chúng ta gọi là narrow range, tức narrow là hẹp và range là biết cái biên độ giá hẹp. Narrow range bar là thanh giá có biên độ hẹp, vừa là inside bar vừa là narrow range bar, thì nó gợi ý là cái ông GU này ông đang bị nén giá rất là mạnh và có thể tạo một cái cú breakout trong thời gian tới. Chính vì vậy chúng ta kỳ vọng là ông sắp có sóng lớn, và đặc biệt ông đang đi ngang đây. Nếu mà ông break xuống khỏi cái đáy này nè, 1.25 này, thì có thể ông sẽ có một cú rơi khá là mạnh xuống phía dưới này, do ông bị phá vỡ cái vùng hỗ trợ mạnh. Đây là một cái vùng khung giá tích lũy, một cái trading range, hay là vùng một vùng consolidation tích lũy đó. Về mặt cấu trúc thì chúng ta thấy GU cần phải break đáy này hoặc break đỉnh này để thể hiện cái cấu trúc tăng giá hay giảm giá rõ rệt, còn bây giờ là ông vẫn chỉ là đang đi ngang thôi. Rồi chúng ta nhìn ở khung thời gian ngày chúng ta thấy gì? Khung thời gian ngày thì chúng ta thấy là gì? Ông đi trong cái khung giá này, nhìn rất là rõ cú face break ở đây chạy xuống. Như vậy thì cái kịch bản tuần này nó cũng sẽ không khác gì kịch bản của tuần trước cả.
hoặc là chúng ta đợi một cái tín hiệu break phía dưới cái khung giá này một cách rõ ràng hơn. Đó, break out và retrace lên để chúng ta bán rõ ràng hơn, hoặc là chúng ta đợi một cú hồi lên và chúng ta bán xuống. Đó, hồi lên là chúng ta bán xuống. Đẹp nhất là cú này, break xuống đây, retest. Break xuống đây nó sẽ thể hiện cái sự chuyển biến sang xu hướng giảm của GU ở khung thời gian tuần, ở khung thời gian ngày. Sau đó một cú hồi lên, retest đây sẽ là một cái vùng bán khá là đẹp dành cho GU. Ở đây chúng ta đang thấy có một cái số tròn đang khá là mạnh, ở đây là số tròn 1.25. Nằm ở đây. Đó, break xuống 1.25 này là êm luôn. Và đó là rừng cái GU. Rồi chúng ta đi sang Bitcoin. Trong tuần vừa rồi chúng ta có kỳ vọng hôm thứ bảy trước chúng ta quay video clip, thì chúng ta kỳ vọng là nếu mà Bitcoin giảm về với tới vùng này thì giá bật lên thì chúng ta sẽ mua vào. Thì chúng ta thấy ngay ngày sau đó thứ bảy thì nó đã chạm, ngay thứ bảy nó đã chạm luôn rồi, và chủ nhật thì giá tăng, thứ hai giá tăng và đi lên trên này. Thì chúng ta thấy là gì, như vậy có thể coi là chúng ta chưa vào được cái lệnh này. Chúng ta mặc dù chúng ta kỳ vọng đúng cái vùng phía dưới này nhưng mà nó bật quá là sớm, mà chúng ta đã không thể nào kích hoạt được cái giao dịch đó, có kích hoạt được cái lệnh mua. Và bây giờ thì Bitcoin đã nằm ở đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích ở khung thời gian tuần, và chúng ta thấy gì, khung thời gian tuần ông Bitcoin này ông tiếp tục tăng giá, tuần tăng giá, nhưng mà anh em thấy so với 1, 2, 3, 4 cái thanh giá trước thì cái thanh giá này nó thu hẹp lại, nó tăng giá nhưng mà thu hẹp lại, và nó lại tiếp tục nằm ngoài hoàn toàn biên trên của cái Kettner Channel. Như vậy cái trạng thái bị overbought, bị extreme tức là cực độ đó, overbought là quá mua đó, mua quá mức đó, nó vẫn còn được duy trì cho Bitcoin ở khung thời gian này. Và với cái hành vi giá như vậy thì chúng ta hoàn toàn không nên mua đuổi theo Bitcoin phía trên này, chúng ta sẽ không có nhiều lợi thế, nó rất là dễ bị điều chỉnh. Nó đang lanh quanh, nó quanh hai cái đỉnh cũ này mà bây giờ lại bị extreme như vậy, bị cực độ như vậy, thì chúng ta dễ thấy cái khả năng giá nó có thể hồi xuống một chút xíu trước khi nó đi tiếp. Giai đoạn này cũng vậy, anh em có thể thấy ở giai đoạn như vậy, lên tới đây xong nó đi ngang tùm lum la, sau đó nó mới hồi giá xuống. Thì giai đoạn này cũng vậy, đi lên thì đi ngang lọt, cái giai đoạn này thì thực sự là giá đẩy quá mạnh, đi lên đây đi ngang chút xíu vào đây và đẩy lên, thì Bitcoin nó đã có cái đoạn đó ngay đây rồi, đi lên đây sau đi ngang đẩy lên nhịp thứ hai đó. Bây giờ thì nó sẽ tương tự giống như kiểu này, đi lên đây tới nhịp thứ hai và bắt đầu có thể sẽ có correction, điều chỉnh giá xuống. Như vậy thì chúng ta không nên mua đuổi Bitcoin phía trên này, nó dễ bị kéo ngược trở xuống. Rồi chúng ta sẽ phân tích khung thời gian ngày. Chúng ta thấy Bitcoin đang bật trở lên ở đây và đang có một cái nhịp tích lũy ở đây. Thì thường cái hành vi giá mà nó đi tới một cái kháng cự và nó tích lũy như vậy thì thường nó sẽ dẫn tới cái khả năng là phá kháng cự. Tại vì nếu chúng ta đã nói trong phân tích vàng trước đó rồi, nếu mà giá đi lên đây mà nó bật xuống ngay thì vùng kháng cự này mới gọi là mạnh. Nhưng mà đi lên mà đi lần quần ngang ở vùng kháng cự thì đây là một cái sự nén giá xung quanh kháng cự, có thể dẫn đến một cái cú break out đó. Và kháng cự lúc này đã suy yếu vì không thể nào mà đẩy giá xuống một cái èo liền đó. Ví dụ như ở đây là hỗ trợ mạnh, em thấy nó rớt xuống một cây, cái lập tức nó bật lên một cây liền, bật lên một cây và sau đó nó nhẹ xuống, nó chạm một phát hai phát nó bật lên liền. Còn đây là Bitcoin nó để đi lanh quanh cái vùng giá này tới 5-6 ngày trời mà không có một cái lực bán nào mà xối xuống nó hết trơn á. Như vậy thì chúng ta thấy là một cái vùng mạnh đó, nên chính vì vậy chúng ta không phải là một cái vùng mạnh mà làm cái nhịp đẩy lên mạnh. Như vậy thì chúng ta có thể kỳ vọng cứ phá đỉnh ở đây, nhưng mà với một cái trend nó đi quá xa quá nhanh ở khung thời gian tuần thì chúng ta ở đây chúng ta dễ có một cái bull trap nha. Bull trap tức là bẫy giá tăng, nhú lên đây một cái rồi nó kéo xuống một phát rồi nó điều chỉnh xuống. Chính vì vậy để mà thận trọng thì chúng ta vẫn tiếp tục chờ mua ở phía dưới này, và chúng ta chờ mua ở phía dưới này thôi, chúng ta sẽ không mua đuổi nữa. Chúng ta tiếp tục, chúng ta gọi là play safe, chơi an toàn bằng cách là chúng ta chờ những cái nhịp hồi giá xuống những cái vùng số tròn 60.000 và 50.000, nơi những cái vùng số tròn này hợp lưu với những cái đáy cũ để chúng ta mua vào. Nói chung Bitcoin bây giờ là không có gì vội vã nữa cả. Cái chúng ta gọi là
cái nhịp đẩy tăng giá vừa rồi đó, cái chúng ta gọi là cái bull run đó, cái nhịp đẩy tăng giá vừa rồi nó đã rất là gắt rồi, bây giờ chúng ta không nhất thiết phải đuổi theo nó nữa, chúng ta cứ yên tâm ngồi chờ một cái trade đẹp, chúng ta không vội vã, không FOMO thì chúng ta sẽ có kèo đẹp, còn chúng ta vội vã FOMO, đặc biệt là những cú breakout lần này nó rất là dễ có những cái bull trap kéo ngược xuống. Rồi chúng ta đi sang ETH. ETH trong tuần vừa rồi chúng ta có hai cái kỳ vọng là mua hết thì mua ở dưới này không kích hoạt được, chúng ta mua dưới này cũng không kích hoạt được luôn, giá thứ sáu thứ bảy giảm xuống ngay đầu tuần đã bật lên rồi nên chúng ta không mua được. Rồi chúng ta phân tích ở khung thời gian tuần, chúng ta thấy gì? Tuần vừa rồi ETH sau hai tuần giảm nhưng mà giảm yếu, có bóng trên bóng dưới rất là dài kéo ngược lên, nhưng mà tuần vừa tăng thì lại cũng tăng yếu luôn, là có bóng trên rất là dài và đóng cửa dưới 1/2 thì tăng và tăng biên độ hẹp nữa, như vậy chúng ta cho thấy là gì, cái lực mua nó đã suy yếu rồi, nó sẽ đã yếu đi rồi, thì có thể điều này nó sẽ khiến cho ETH bước vào một cái giai đoạn điều chỉnh giá trở xuống, chúng ta gọi là correction thôi, tại vì đây là cái nhịp tăng rất là mạnh thì bây giờ có nhịp hồi đó là chuyện rất là bình thường. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi cái nhịp hồi đó để chúng ta mua vào ở khung thời gian ngày, nó sẽ thuận với cái xu hướng tăng ở khung thời gian tuần luôn. Thì cái khung thời gian ngày này chúng ta có vùng nào đẹp để mua, chúng ta có thể đây, cái vùng này nó có thể ở đây, bây giờ chúng ta sẽ mua cái vùng dưới này và các bạn vẫn sẽ mua ở vùng dưới này. Ở đây chúng ta có thể có một cái mô hình này, 1, 2, 3 tạo đáy, từ từ chúng ta sẽ về cái vùng kháng cự đây đã. Thì chúng ta ở đây chúng ta có thể có một cái mô hình chúng ta gọi là 1, 2, 3 tạo đáy. Một, hai, ba tạo đáy thì có thể break lên phía trên này. Thì nếu anh em nào cân nhắc trading với mô hình này thì chúng ta có thể đợi một cái nhịp break lên phía trên này tới đây bị chặn lại, hồi xuống để chúng ta mua vào. Thì nói chung hai kịch bản chủ đạo thì vẫn có thể mua hai cách như này ở dưới đây và để break lên phía trên này để mà retest để mua. Ở đây chúng ta có một cái mô hình chúng ta gọi là 1, 2, 3 nha. Đây là 2 và đây là 3. Thì anh em thường rất là thường gặp cái mô hình này ở những cái điểm mà giá tạo đáy tạo đỉnh, thì đây là một trong những cái price action pattern, tức là cái mô hình hành vi giá đảo chiều, có thể là ở đây hoặc có thể là ở đây. Việc mà ETH đang có một cái vùng tích lũy nhỏ ở đây nó cũng dễ dẫn tới một cái bùng nổ biến động lên phía trên. Chúng ta sẽ có thể chờ breakout phía trên retest hoặc là mua phía dưới này. Đây là hai kịch bản chủ đạo dành cho ETH trong tuần tới. Rồi chúng ta sẽ cuối cùng chúng ta sẽ đi vào BNB. BNB thì BNB trong tuần vừa rồi chúng ta chờ mua dưới này cũng không được và chúng ta chờ mua dưới này cũng không được luôn. Chúng ta không kích hoạt được. Thì chúng ta sẽ nhìn ở khung thời gian tuần thì chúng ta thấy gì? BNB tiếp tục đang là bay rất là xa khỏi biên trên của cái Kettner Channel và là cái thanh giá thứ ba liên tiếp nằm ngoài khỏi biên trên của Kettner Channel rồi. Chính vì vậy chúng ta thấy là gì? Xu hướng tăng là điều thấy rõ, nhưng chúng ta look left to trade right, nhìn bên trái để trade bên phải, chúng ta thấy đây là đỉnh cũ rồi tình trạng gọi là overbought, nhịp đẩy này chưa có điều chỉnh giảm, thì ok chúng ta thấy là gì, nên là lúc đợi một nhịp hồi xuống hoặc một nhịp tích lũy xung quanh cái vùng này trước khi giá đi tiếp chứ không mua đuổi. Tại vì khi có một nhịp tăng giá cực mạnh, tăng liên tiếp kéo dài mà tiến về kháng cự thì thường giá sẽ chững lại hơn là đi tiếp. Chứ còn thường nó tăng dập dìu lên tới vùng kháng cự thì nó dễ break out lên phía trên, chúng ta tăng cái eo lên như vậy. Thì thường tới đây cái lực chốt lời sẽ giữ nó lại để nó tạo ra những cái mô hình tích lũy trước khi có một cái nhịp biến động giá mạnh tiếp theo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở khung thời gian ngắn hơn. Chúng ta thấy BNB bây giờ lúc này đang tiếp cận lại cái đỉnh cũ quanh đây đúng không anh em? Đó, phía trên 600 đang tiếp cận đỉnh cũ rồi. Thì bây giờ chúng ta chắc chắn là chúng ta đã không chọn cái giải pháp mua ở đây hoặc là mua ở trên cao nữa, mà giải pháp của chúng ta bây giờ gọi là hoặc đợi giá hồi xuống để mua hoặc giá hồi xuống ở đây để mua, không cần vội vàng với cái trade này nữa vì giá đã đi quá xa quá nhanh rồi. Đó,
lên một cái con tàu mà con tàu đó đi quá xa quá nhanh thì bây giờ nó rất là dễ sẽ có một cú quẹo ngược trở lại để trả khách đó. Đây, đây Tradingrand nó đang diễn biến như thế này. Chúng ta có thể đợi những cái cú hồi gia xuất. Anh em thấy cái nhịp đẩy giá nó đã bắt đầu yếu nè, nhịp đẩy giá lên này nó đổ dốc rất là cao, nhưng mà nhịp đẩy giá này nó đi với cái đổ dốc thấp hơn và những cái thanh giá rất là đang xen vào nhau, nghĩa là cái động lực của nó đã giảm sút rồi, nên là chúng ta sẽ đợi một cú retrace để chúng ta mua vào. Ok, như vậy chúng ta đã hoàn tất cái bài phân tích của ngày hôm của tuần này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là tất cả các ý tưởng chúng ta vạch ra trong tuần trước nó đều không kích hoạt được. Không kích hoạt được chứ không phải là thua lỗ nha anh em. Không kích hoạt được nghĩa là chúng ta không có một cái kịch bản nào có thể vận hành theo được cái đúng như cái thị trường. Nhưng mà điều này là điều rất là bình thường. Chúng ta không quyết định được thị trường, chúng ta chỉ có thể vẽ kịch bản cho hành động của mình. Còn thị trường đi như thế nào đó là quyết định của thị trường. Chúng ta không có can thiệp được, không ai can thiệp được cả. Rồi, xin cảm ơn anh em đã lắng nghe đến giai đoạn này của video clip. Và anh em, nếu mà anh em có nhu cầu như thế nào, anh em có ý kiến gì, anh em cứ vui lòng comment xuống phía dưới để team sẽ support cho anh em nha. Một lần nữa, xin chúc anh em và gia đình có một cuối tuần thật là an lành bên gia đình và người thân. Và nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh em, nhất là anh em ở Sài Gòn mùa này rất là nóng luôn, nóng chịu không nổi luôn. Nên là chúng ta nhớ giữ gìn sức khỏe để có những cái quyết định trading sáng suốt thấu đáo hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.